mở lại phiên phúc thẩm vụ án mẹ nữ sinh rau gà ở Điện Biên. Lời khai của thanh niên 9X sát hại nữ chủ quán cà phê ở Vũng Tàu. Chủ tiệm nhanh như chớp, tóm gọn tên cướp giật điện thoại mà mãnh. Khán giả lấy đá, mái chèo ném tới tấp, nhiều vận động viên đua ghe phải nhảy sông. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, vụ án nữ sinh rau gà ở Điện Biên được coi là một trong những vụ án có nhiều tình tiết phức tạp và đặc biệt, có 102 từ trước tới nay. Bên cạnh vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại, cơ quan điều tra lại khởi tố chính mẹ đẻ của Duyên, bà Trần Thị Hiền trong một vụ án khác, xuất phát từ việc mua bán ma túy, nợ nần giữa bà Hiền với những kẻ thủ ác từ năm 2009 và năm 2017. Hai món nợ của bà Hiền được xem là nguyên nhân gây nên cái chết bi thảm của con gái. Trong phiên phúc thẩm ngày 19 tháng 3 vừa qua, bà Trần Thị Hiền sức khỏe yếu, bị ngất phải kiểm tra y tế dẫn tới phiên tòa phải tạm hoãn. Tới nay, ngày 22 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm lại đối với bị cáo Trần Thị Hiền về tội mua bán trái phép chất ma túy. Phiên tòa được mở do quyết định hủy bản án phúc thẩm, đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao được mở tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên. Khoảng 8 giờ, các bị cáo được dẫn giải vào phòng xét xử. Bị cáo Trần Thị Hiền có đơn kháng cáo, các bị cáo Vì Văn Toán, Lương Văn Hùng, Bùi Văn Công không kháng cáo nhưng được tòa triệu tập đến tòa vì liên quan vụ án của bà Hiền. Cả Toán, Hùng Công đều bị tuyên tử hình trong vụ sát hại con gái bà Hiền vào ngày 30 Tết năm 2019. Tại phần thủ tục, khi chủ tọa kiểm tra căn cước, hỏi về con gái Cao Mỹ Duyên, nữ sinh rau gà bị sát hại. Bị cáo Hiền đã xúc động khóc nức nở, nói tôi khổ lắm. Chủ tọa sau đó liền nhắc nhở bà Hiền bình tĩnh, hội đồng xét xử đang xem xét vụ án. Trả lời thẩm vấn, bà Hiền khẳng định bị oan, giữ nguyên đơn kháng cáo. Bị cáo nói do sức khỏe yếu nên nhờ các luật sư trình bày lại nội dung đơn kháng cáo. Trong đơn, bị cáo Hiền cho rằng vụ án được tố giác bởi chính những kẻ đã sát hại con gái bà là không khách quan, vô oan đổ tội để biện minh, giảm nhẹ tội cho họ. Nữ bị cáo cho rằng, sau khi con gái Cao Mỹ Duyên bị phát hiện tử vong, nhưng chính ngày sau Toán, Công, Hùng mới bị bắt, những người này đã có thời gian bàn bạc trao đổi với nhau, nhận dạng bà Hiền để tạo dựng lời khai gian dối. Bà Hiền khẳng định không quen biết vay nợ tiền, không buôn bán ma túy với Toán, Công hay Hùng. Được trình bày ý kiến sau khi luật sư đọc lại đơn kháng cáo, bà Hiền tiếp tục khóc nức nở. Bà Hiền phân trần, Toán, Hùng, Công đã chót sát hại con gái tôi. Tôi không thù oán gì các bị cáo vì họ đã phải chịu hình phạt thích đáng, nhưng chỉ mong họ nói lên sự thật để tôi được minh oan. Hội đồng xét xử sau đó quyết định tạm nghỉ trong 45 phút để bị cáo Hiền được ổn định tinh thần. Tháng 5 năm 2022, phiên tòa phúc thẩm được mở. Tuy nhiên, sau khi xem xét, hội đồng xét xử nhận thấy có nhiều vấn đề cần làm rõ như lời khai mâu thuẫn của các bị cáo, kết quả giám định, thực nghiệm hiện trường, tài liệu về số tiền mua bán ma túy. Từ đó, tòa phúc thẩm tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm, điều tra lại phần liên quan bà Trần Thị Hiền trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, đến tháng 9 năm 2023, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án và tuyên hủy bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu xét xử lại. Ngày 19 tháng 3 vừa qua, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên phúc thẩm. Tại phần xét hỏi, bà Trần Thị Hiền sức khỏe yếu, bị ngất, phải kiểm tra y tế. Do các điều kiện không đảm bảo, hội đồng xét xử buộc phải hoãn phiên tòa. Ngày 22 tháng 4 là phiên xử phúc thẩm lần 2 của vụ án này. Trong vụ án này, bị cáo Vì Thị Thu cũng kháng cáo kêu oan mức án chung thân. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm cho rằng không có căn cứ để chấp nhận bác kháng cáo giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với bà Thu. Hồi tháng 11 năm 2019, bị cáo Hiền bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau phiên tòa sơ thẩm, bà Hiền có đơn kháng cáo kêu oan. Trong đơn kháng cáo, bà cho rằng không phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết do không quen và không tham gia buôn bán ma túy với các bị cáo khác. Liên quan vụ án của chị Cao Mỹ Duyên, con gái bị cáo Trần Thị Hiền, nữ sinh viên rau gà bị sát hại, cơ quan tố tụng xác định do bị cáo Hiền không trả tiền, nên nhóm Vì Văn Toán, Bùi Văn Công đã lên kế hoạch bắt giữ nữ sinh để ép trả tiền. Chiều ngày 4 tháng 2 năm 2019, 30 Tết Nguyên đán, Công đưa Vương Văn Hùng đến chợ nhận diện nạn nhân, vờ mua gà để lừa chị Duyên trở tới một căn nhà vắng, đến nơi nữ sinh bị đánh bất tỉnh rồi được trở về nhà Công. Sau đó, từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 7 tháng 2 năm 2019, nhóm Công khống chế rồi trở đối bại nhiều lần rồi sát hại nạn nhân. Vợ Công là Bùi Thị Kim Thu biết sự việc này nhưng không tố cáo.
Liệu sau phiên xét xử phúc thẩm lần này, những tình tiết mới nào của vụ án sẽ được hé lộ? Mẹ của nữ sinh rau gà có thực sự bị oan? Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tới quý vị ngay khi có những thông tin mới nhất. Liên quan đến vụ nữ chủ quán cà phê bị sát hại ở Vũng Tàu, chỉ 2 giờ sau khi gây án, cơ quan chức năng đã lần theo manh mối, tóm gọn kẻ thủ ác. Tên sát nhân mới chỉ sinh năm 1996 nhưng đã có hành động đoạt mạng người khác một cách táo tợn. Đối tượng khai khi massage xong vì không có tiền trả nên đã xảy ra mâu thuẫn với nữ chủ quán. Sau khi gây án mạng, đối tượng còn lấy điện thoại cùng tiền của nạn nhân rồi tẩu thoát. Ngày 20 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự Phạm Bình Út, sinh năm 1996 quê Cà Mau về hành vi sát hại người. Nạn nhân là chị L, sinh năm 1986, chủ quán cà phê Nhàn trên đường Bùi Thiện Ngô, phường 10, thành phố Vũng Tàu. Theo điều tra, trước đó vào trưa ngày 19 tháng 4, người thân chị L đi làm về nhưng thấy nhà đóng cửa im lìm, gọi mãi nhưng không ai trả lời. Sinh nghi, người này kéo cửa bước vào thì thấy chị L nằm im trên ghế sofa. Trong quán không mở đèn, cũng không bật quạt. Đến lại gọi thì phát hiện nữ chủ quán đã tử vong từ lúc nào. Nghi ngờ chị L bị kẻ gian sát hại, người thân đã hô hoán người dân, đồng thời điện báo cho lực lượng công an. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an thành phố Vũng Tàu cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường điều tra sự việc. Tại hiện trường vụ án mạng, bàn ghế trong quán cà phê không hề có dấu hiệu bị xáo trộn. Chỉ duy có cầu giao điện của quán bị ngắt. Trên ghế sofa phía bên trái từ ngoài vào, chị L nằm ngay ngắn như đang ngủ. Quần áo có nhiều vết bẩn, trên người có một số vết bầm. Nghi bị làm ngạt thở, điện thoại di động của nạn nhân đã bị kẻ gian lấy mất. Kiểm tra dữ liệu từ camera an ninh của quán, lực lượng chức năng đã thu thập được hình ảnh và clip ghi lại vụ việc. Theo đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, có một đối tượng nam khoảng 30 tuổi, mặc áo thun đỏ, quần sóc màu xanh đen, mang đôi dép kẹp sò ngón vào quán. Thời điểm này, trong quán chỉ có một mình chị L. Tại khu vực phía bên phải của quầy pha chế, hắn bất ngờ tấn công nữ chủ quán. Sau khoảng hơn 2 phút, thấy chị L nằm im, gã thanh niên kéo chân nạn nhân đến trước ghế sofa ở cạnh. Camera cũng cho thấy, sau khi gây án, nam thanh niên đứng làm động tác như đang đếm tiền, sau đó thản nhiên bước ra ngoài. Đến 14 giờ cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ Út. Tại công an, bước đầu Út khai nhận, khoảng 8 giờ ngày 19 tháng 4, đối tượng đến quán cà phê của chị L để massage. Sau khi massage xong, Út không có tiền trả cho chị L và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Thấy trong quán chỉ có một mình người phụ nữ, Út nảy sinh ý định tấn công chị L để cướp tài sản. Lợi dụng lúc nữ chủ quán không để ý, hắn bất ngờ ra tay, cho đến khi thấy nạn nhân không còn thở và không còn phản ứng mới buông tay. Khi nạn nhân không còn cử động, Út kéo lê nữ chủ quán lên ghế sofa, tạo hiện trường giả như đang nằm ngủ. Lục túi áo lấy chiếc điện thoại di động hiệu iPhone 11 của chị L, hắn mở ngăn kéo lấy được số tiền 1,4 triệu đồng, sau đó cúp cầu giao điện, kéo cửa cuốn phía ngoài rồi lên xe rời khỏi hiện trường. Sau một hồi chạy xe máy lang thang trên một số tuyến đường, đầu giờ chiều cùng ngày, hung thủ mang chiếc iPhone 11 của nạn nhân đến một tiệm điện thoại để bán thì bị lực lượng công an bắt giữ, cùng tăng vật khi chưa kịp tiêu thụ. Sau khi khám nghiệm nạn nhân và thu thập chứng cứ tại hiện trường, cơ quan điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tiếp tục lấy lời khai và củng cố chứng cứ để hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng. Hiện nay, tội phạm trộm cướp đang ngày càng liều lĩnh và manh động khi sẵn sàng ra tay trong nhà và trước mắt người dân. Mới đây, một nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam đã vào tiệm điện thoại cũ hỏi mua rồi bất ngờ cướp hai chiếc điện thoại bỏ chạy. Tuy nhiên, xui xẻo cho đối tượng này khi chủ tiệm đã phản ứng nhanh như chớp, tóm gọn kẻ xấu mặc dù trên tay đang bế con nhỏ. Ngày 21 tháng 4, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Văn Phú Hiệp, sinh năm 1989, trú ở khối phố Xuyên Đông, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên để điều tra về tội cướp giật tài sản. Trước đó vào khoảng 21 giờ 20 phút tối ngày 10 tháng 4, Hiệp dùng băng keo che biển số xe máy rồi chạy đến cửa hàng điện thoại di động tại đường Điện Biên Phủ, thị trấn Nam Phước với ý định cướp tài sản bán kiếm tiền tiêu xài. Đến nơi, Hiệp giả vờ hỏi mua điện thoại cũ thì được chủ cửa tiệm mang ra hai chiếc điện thoại hiệu Samsung và Vivo. Lợi dụng lúc chủ tiệm không chú ý, Hiệp cầm hai chiếc điện thoại bỏ chạy ra xe tẩu thoát. Theo trích xuất camera tại cửa hàng, chủ cửa hàng lúc này đang bồng con trai nhỏ khoảng 2 tuổi. Ông đã vội đặt con lên bàn, nhảy ra ngoài, nhanh chóng khống chế tên cướp. Sau đó, vợ ông chạy ra hỗ trợ khống chế, đưa tên cướp vào cửa hàng rồi báo công an. Lực lượng công an thị trấn Nam Phước sau đó bắt giữ tên cướp. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Hiệp tỏ ra ngoan cố, không thành khẩn khai báo, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ thu thập được, Hiệp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đặc biệt qua đấu tranh, Hiệp còn khai nhận vào trước đó,
trưa ngày 10 tháng 4 đã cướp giật một điện thoại di động hiệu Oppo tại cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn của huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một clip về giải đua ghe ở tỉnh Thừa Thiên Huế gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy nhiều người dân đứng trên bờ đã dùng vật cứng, trong đó có nhiều tảng đá to, để ném vào một đội đua ghe thi đấu ở trên sông Lợi Nông ở phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, khiến cho các vận động viên phải nhảy vội xuống sông để né tránh. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc xác minh sự việc. Sự việc trên xảy ra vào ngày 20 tháng 4 tại lễ hội đua ghe truyền thống do Ủy ban nhân dân phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức diễn ra trên sông Lợi Nông. Clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh nhiều người dân quá khích dùng vật cứng, mái chèo, đất ném vào một đội đua ghe đang thi đấu trên sông. Thậm chí, một người đàn ông dùng cả mái chèo phi thẳng vào chiếc ghe đua này ở khoảng cách gần. May mắn, vật thể này trúng vào mạn ghe và văng xuống nước nên không ai bị thương. Trước tình trạng này, 6 trong số 7 thành viên đội đua phải nhảy xuống sông và bơi sang phía bên kia bờ để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chưa chịu buông tha. Họ tiếp tục dùng vật cứng, cố hết sức ném về phía nhóm vận động viên này đang bơi dưới sông. Clip làm nhiều người bức xúc. Ông Trần Văn Phấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thủy Châu xác nhận có sự việc nêu trên. Lúc này có rất nhiều người dân đứng xem giải đua đã ném đất đá xuống đội đua ở dưới sông Lợi Nông. Vật mà người dân ném xuống ghe đa phần là đất được lấy từ hai bên bờ sông. Hiện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Thủy Châu đã chỉ đạo công an phường mời những người liên quan trong clip lên làm việc. Ông Trần Văn Phấn cho biết hai ghe đang tranh giành nhau giải 3 và giải 4, nhiều người dân quá kích đã không giữ được bình tĩnh. Lãnh đạo xã đang chỉ đạo bên công an sẽ mời các đối tượng, người dân yêu cầu cam kết, kiểm điểm trách nhiệm của họ, giao bên công an bố trí thời gian để làm việc. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like, subscribe và ủng hộ kênh chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.